cựu vương Minh Tuấn thắng chớp nhoáng ở giải tennis VĐQG VN Express thể thao. Phạm Minh Tuấn đối đầu Phạm Hoàng Hiếu trong vòng một diễn ra hôm mùng 1 tháng 4, tay vợt sinh năm 1993 thi đấu ấn tượng, nhanh chóng thắng trắng đàn em để giành quyền đi tiếp. Đối thủ tiếp theo của Minh Tuấn ở vòng 2 là Phạm Tiến Thịnh, hạt giống số 6 của giải. Minh Tuấn từng được coi là tài năng của tennis Việt Nam, tuy nhiên, từ sớm, tay vợt này xác định không theo tennis chuyên nghiệp vì khó khăn kinh tế anh chỉ thi đấu trong nước và khoác áo tuyển Việt Nam dự các giải SEA Games, ASEAN, David Cup. Cuối năm 2018, Minh Tuấn quyên bố giã từ tennis để phụ việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, chỉ 5 tháng sau, anh tái xuất do quá nhớ môn banh nì. Giải đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Minh Tuấn là VT Master 500, một diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua, ở giải đấu tại Tây Ninh ấy. Tay vợt này dừng bước ở vòng 2 trước Daniel Nguyễn, đối thủ Việt Kiều sau đó lên ngôi vô địch giải tennis vô địch nam, nữ quốc gia lần 1, VTF Pro Tour 200, 1, Hưng Thịnh Cup 2019, không có Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang, đó là cơ hội lớn để Minh Tuấn tiến sâu, bên cạnh nội dung đơn nam, nhà vô địch năm 2017 còn thi đấu đôi nam cùng Lê Quốc Khánh, hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam. VTF Pro Tour 200, một diễn ra tại Bình Định từ ngày mùng 1 tháng 4 tới 7 gạch chéo 4 với tổng thưởng 200 triệu đồng. Phần thưởng cho nhà vô địch đơn nam là 30 triệu đồng. Vô địch đơn nữ là 20 triệu đồng, vô địch đôi nam là 15 triệu đồng và vô địch đôi nữ là 10 triệu đồng. Nam anh